Chào mừng anh em đã quay trở lại với sân tập của FF47. Và đây là buổi chiều trên sân tập. Bên kia là xe công trình đang đổ đường bê tông, đổ từ ngoài quốc lộ 26 chạy thẳng vào trong trại của FF47 luôn anh em. Nên hôm nay, nên đợt này mà anh em tới trại thăm trại là đường bê tông vô tận trại, sạch xe, xe cộ sạch sẽ, không sợ lầy như mỗi khi nữa. Rất tuyệt vời, đây là hồ bơi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho, mình có chỉ cho anh em vài người anh em về huấn luyện chó bằng thức ăn hạt. Nhưng gặp phải cái trường hợp đó là, anh em quá, cái lệnh nó chưa gãy gọn, chưa dứt khoát. Thay vì ngồi nằm, anh em lại kêu là ngồi xuống, nằm xuống, lại đây, nói chung là rất là rườm rà, yên nào đồ này kia, lệnh không rõ ràng gãy gọn, thì cái đó là một cái điểm trừ trong huấn luyện. Anh em cố gắng lệnh càng ngắn gọn, càng to, hô to rõ ràng thì chú chó của mình nó sẽ càng tốt. Và anh em còn một lỗi nữa đó là con chó rất là mới, nhưng anh em không có đeo dây cho nó thì khó mà chỉnh về vị trí lắm. Đây là Red, một chú chó mình đang đào tạo cho khách. Red cũng chỉ biết vài cái lệnh cơ bản thôi, thì nó cũng là như là một con chó mọc đó. Nó đang được bước đầu đào tạo thôi, thì mình sẽ chỉnh cho anh em những cái đấy. Red, chào mọi người, cái nào Red? Ngồi. Red biết lệnh. Red sai. Red, Red biết lệnh chào rồi nha anh em. Nó là con của Eric Bosman và nó cũng khá là nhiều năng lượng. Tuy nhiên mình kìm lại bớt rồi. Nó là chú chó tốt. Lệnh chào, ví dụ như chào là chào thôi, một từ duy nhất, một tới hai từ nhưng mà rõ ràng gãy gọn. Chào Red. Sai Red, sai, không phải A chân. Chào. Giỏi Red. Good. Với lại á, là anh em còn gặp một cái trường hợp nữa, đó là anh em chưa có sung, mọi người chưa có sung nên con chó nó chưa động tác, nhưng mà nhanh lên một tí thì con chó nó sẽ nhanh hơn. Trước đấy mình di chuyển nhanh lên rồi khen giỏi, khen liên tục. Trước giỏi đấy, đúng rồi, giỏi đấy. Đấy, mình nhanh thì con chó nó sẽ nhanh nha anh em. Cạnh này, giỏi đấy. Đây, anh em cố gắng là lệnh cho nó nhanh một tí, và mình cũng phải nhanh một tí. Mình tạo cái động lực, cái phấn khích cho con chó thì chú chó của bạn sẽ nhanh hơn nhiều. Lại đây. Ngồi Red. Giỏi. Cứ nó làm đúng một cái thưởng một cái. Red biết lệnh sủa rồi nha anh em. Sai Red. Ngồi. Sủa. Sủa. Giỏi. Giỏi. Như các bạn thấy, mình đổi vị trí và cái cách cầm hạt, và đổ vị trí trước khi thưởng và từ giỏi để kết nối lệnh. Good. Yeah. Làm cho chú chó sưng hơn. Mình thấy như Mạnh Ý hồi chiều có nhắn tin cho mình, thì mình thấy cái video thì mình thấy là Mạnh Ý di chuyển rất là chậm, nên cố gắng di chuyển nhanh hơn. Yeah. Trước giỏi cạnh giỏi đấy. Cảnh. Đấy, giỏi. Khen nó nhiều vô cho nó sung lên. Good. Mình phải nhanh thì chú chó nó mới nhanh được. Good. 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 Super. Yeah. Đó. Đó, sai đấy. Không có sung quá nha. Ngồi. Sai đấy. Ngồi. Đúng đây. Sai đấy. Ngồi. Thằng. Mày bị bơm đúng không? Ngồi. Như thằng. Sai Red. Đấy. Ngồi. Đấy, đeo dây các bạn mới chỉnh được. Ví dụ như hành động nó không mong muốn, mình chưa kêu nó sủa rồi, mình nhập dây mình bảo sai. Giỏi. Giỏi đấy. Sủa. Sai Red. Tốt đây. Sủa. Giỏi. Sủa. Red. Sủa. Giỏi. Sủa. Giỏi chút. Yeah. Red. Ngồi. Chui này. Đấy. Chui. Good boy. Giỏi Red. Mình nhanh sao là chú chó sẽ nhanh. Cảnh này. Cảnh. Giỏi đấy. Ngồi. Giỏi đấy. Nằm. Giỏi đấy. Rết. Ngồi. Giỏi đấy. Rết nó vẫn là một chú chó mọc nha anh em, nên nó phải chỉnh sửa rất nhiều. Ngồi. Giỏi. Hai chân. Giỏi đấy. Good boy. Good boy đấy.
Và mình nói thêm về cái tiêu chí, cái tiêu chí chọn chó của mình là mình rất thích những bé đầu thủ to, mặt phải ngầu như là Red như này. Rồi nó là con của bố Eric và nó cũng ngầu như bố đó, màu đỏ đen truyền thống. Nhìn nó mạnh chó và nhìn nó mạnh và nhìn nó thông minh. Good Red, xuống. Good, xuống. Giỏi xuống. Giỏi đấy. Hai chân. Sai đấy. Mình đang dạy cho Red hai chân. Giỏi. Good. Giỏi đấy. Good boy.